Sau ứng cử viên vô địch Euro 2024, thế hệ vàng mới tuyển Anh lần cuối cho Ronaldo. Hãy cùng điểm qua những đội tuyển sừng sỏ nhất trong cuộc chinh phục ngôi vương Euro 2024, bao gồm Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Đức. Đội tuyển Anh. Tương tự mọi vòng chung kết Euro, Tam Sư vẫn là ứng viên vô địch nặng ký của ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Đội tuyển xứ sương mù sẽ mang đến Đức lực lượng đầy áp ngôi sao, được ví như thế hệ vàng mới của bóng đá Anh. Câu hỏi đặt ra là liệu huấn luyện viên Gareth Southgate có thể phát huy tối đa hiệu quả của những quân bài thượng thặng trong tay hay không? Bản lĩnh cũng là dấu hỏi lớn với Tam Sư. Không ít lần trong quá khứ, họ đã gục ngã ở những thời khắc mấu chốt vì điểm yếu cố hữu. Nhà đương kim Á quân chắc chắn không muốn bi kịch của kỳ đại hội 4 năm trước lặp lại. Bất chấp có điểm tựa thánh địa Wembley, đoàn quân do huấn luyện viên Southgate dẫn dắt lại sụp đổ trên chấm penalty trước người Ý và bỏ lỡ cơ hội vô địch Euro lần đầu tiên trong lịch sử. Đội tuyển Pháp. So về sức mạnh nhân sự, Les Bleus không hề thua kém đội tuyển Anh. Kylian Mbappe cùng các đồng đội đang tràn đầy quyết tâm thống trị lục địa già sau khi bất ngờ bị Thụy Sĩ loại ở vòng 1/8 Euro 2020. Đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở tuổi 39, giải đấu hè này nhiều khả năng sẽ là kỳ Euro cuối cùng của Cristiano Ronaldo. CR7 hoàn toàn có thể thâu tóm chức vô địch thứ hai trong sự nghiệp khi nhà vô địch Euro 2016 sở hữu đội hình chất lượng đồng đều với nhiều ngôi sao đạt độ 9. Đội tuyển Tây Ban Nha. Lứa tuyển thủ La Furia Roja hiện tại không được đánh giá quá cao. Tây Ban Nha còn gặp bất lợi khi bị những lá thăm may rủi xếp vào bảng đấu tử thần, có sự góp mặt của cả Ý lẫn Croatia. Đội tuyển Đức. Đã tròn một thập kỷ trôi qua kể từ danh hiệu lớn gần nhất của diện Mannschaft. Điểm tựa sân nhà có thể là cơ sở cho gã khổng lồ ngủ quên tỉnh giấc sau thời gian dài sa sút. Đội tuyển Ý. Giống với Tây Ban Nha, Ý rơi vào bảng F đầy chông gai. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu sớm gạch bỏ nhà đương kim vô địch. Azuri cũng từng bị xem nhẹ ở vòng chung kết Euro 2020 nhưng đã thẳng tiến đến ngôi vương trong sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu.